Ủy ban Nhân dân thành phố tổng kết 5 năm triển khai thực hiện quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ về đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh dự và phát biểu tại hội nghị. Đà Nẵng là một trong những địa phương triển khai sớm nhất việc thực hiện quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ. Sau 5 năm thực hiện đại trà quyết định, đến nay, Đà Nẵng có hơn 200.000 gia đình được công nhận gia đình học tập, 302 dòng họ học tập, 2.665 cộng đồng học tập, 376 đơn vị học tập. Bằng nhiều cách thức tuyên truyền phong phú, nhận thức của người dân về việc học tập suốt đời đã có nhiều thay đổi, xuất hiện nhiều mô hình, tấm gương tiêu biểu. Giai đoạn 2021-2025, thành phố đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời với chất lượng mô hình tốt hơn, tạo nền tảng xây dựng Đà Nẵng sớm trở thành thành phố học tập. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trên địa bàn thành phố 5 năm qua, trong đó nòng cốt là Hội Khuyến học, Sở Giáo dục và Đào tạo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu trong thời gian tới, cần tiếp tục triển khai xây dựng các mô hình công dân học tập, đơn vị học tập cấp quận huyện, cấp thành phố, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về học tập suốt đời. Thành phố sẽ tiếp tục xây dựng nhiều đề án nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm tạo điều kiện cho công tác triển khai học tập suốt đời, hỗ trợ tài chính cho công tác khuyến học khuyến tài. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố tuyên dương khen thưởng 37 mô hình học tập tiêu biểu, điển hình khuyến học tiên tiến giai đoạn 2016-2020, trong đó 10 gia đình, 7 dòng họ, 10 cộng đồng, 10 đơn vị học tập. Trung ương Hội Khuyến học tuyên dương khen thưởng 24 tập thể, 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời.